tất cả các em. Hôm nay thì nhà chị ai cũng có việc đi hết, chỉ có ba mẹ con chị ở nhà thôi. Nên là hôm nay chị Nhung sẽ quay lại một ngày làm mẹ của chị cho các em xem nha. Thường thì buổi sáng thì chị Nhung sẽ lo cho bé Suri. Đây, bà nằm đây nè. Còn bé Destiny nó giỏi lắm nha. Bây giờ con vào đánh răng rửa mặt đi. Rồi mẹ lo cho chị hai ha. Dạ. Nhung vệ sinh cho bé Suri xong rồi nè. Wow. Suri có dễ thương không? Hôm nay bé Suri mặc cái đầm đẹp quá à. Bé tin xong chưa? Dạ rồi, bây giờ con chỉ cần vuốt tóc nó thôi là xong rồi mẹ. Vuốt xong chưa? Dạ rồi. Rồi, ra chơi với hai đi. Mẹ vô, mẹ đánh răng, rửa mặt với lại skin care. Rồi mẹ ra mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa nha. Dạ. Chị sẽ đánh răng cái đây. Ý, chị Nhung nhớ là chị Nhung vừa tậu được cái bộ bàn chải điện Colgate mới. Sẵn đây, khoe với cả nhà luôn. Đây. Dạo này thì chị Nhung quan tâm đến sức khỏe răng miệng lắm, cho nên là cũng tìm hiểu kỹ mấy cái món đồ mà chăm sóc răng miệng như là kem đánh răng hoặc là bàn chải đánh răng. Hồi trước giờ thì chị xài toàn bàn chải thường thôi, nhiều lúc mà đánh mạnh quá thì nướu của mình bị chảy máu mà răng thì cũng không có sạch nữa. Đây, chị đã mở ra được rồi. Wow, nhìn bên trong xịn xào quá ha. Đây. Vậy là từ giờ chị Nhung đã có em bàn chải điện Colgate chăm sóc răng miệng mỗi ngày rồi. Chị Nhung rất là thích thiết kế của em này. Các em có thể nhìn thấy nè, nhìn rất là sang xịn mịn luôn. Và theo tìm hiểu thì chị Nhung biết là em này có đến 33 chế độ linh hoạt. Mình có thể chỉnh chế độ tùy theo tâm trạng và nhu cầu của mình mỗi lần mà đánh răng. Bây giờ ráp nhanh cùng với chị Nhung nha. Ở trong này chị Nhung thấy là người ta cho mình hai cái đầu bàn chải nè. Và đây hình như là cái dây sạc. Đúng rồi, đây là dây sạc. Các em thấy chị Nhung ráp quá nhanh không? Thật sự là cái bàn chải này cũng quá là đơn giản để chúng ta có thể ráp được. Và bây giờ chị Nhung sẽ nói sơ sơ về cái cách sử dụng em này cho các em biết nha. Nhìn vào thân bàn chải thì các em sẽ thấy nút đầu tiên là nút khởi động, và nút thứ hai là nút chỉnh cường độ, và tiếp theo là bốn chế độ. Chế độ đầu tiên là chế độ sạch tối ưu, chế độ thứ hai là chế độ sạch dịu nhẹ, chế độ thứ ba là chăm sóc nú, và chế độ thứ tư là spa thư giãn. Chị Nhung đã làm ướt lông bàn chải và cho các em đánh răng lên rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần set chế độ và đánh răng nữa là xong. Thường thì sáng thức dậy chị sẽ chọn chế độ làm sạch sau. Bàn chải có được 10 cường độ thì chị hay để ở mức thứ 6 là thấy đủ sạch nè. Các em có thể tùy chỉnh theo sở thích của mình mà lựa chọn nha. Wow, khỏe quá các em ơi. Công nhận đánh xong sạch thì các em. Các em có thể nhìn thấy nè, lông bàn chải rất là mềm mảnh, có thể len sâu vào từng kẽ răng, giúp làm sạch sâu mà không lo bị chảy máu nú như những cái bàn chải thông thường có lông cứng khác nha. Đánh răng xong rồi thì bây giờ chị phải rửa mặt với lại dưỡng da một chút xíu nè. Bước cuối cùng thì chị Nhung sẽ sử dụng dưỡng môi. Các em nhớ là nên sử dụng dưỡng môi mỗi ngày nhé. Xong rồi, bây giờ chị Nhung phải xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho các bé. Nãy giờ chắc hai bé đói lắm luôn rồi đó. Chị Nhung mà còn đói nữa. Chờ chút nha hai đứa, mẹ xuống làm đồ ăn sáng nè. Có mấy mẹ con ở nhà cho nên sáng nay ăn cũng đơn giản lắm các em. Bé Suri thì vẫn trung thành với món cháo mà chị Nhung cho một ít cơm vào ăn cho chắc bụng nè. Còn chị Nhung với bé Destin á thì sẽ ăn bánh lạc với lại thịt xông khói. Nếu như mà không thích ăn với thịt thì mình sẽ ăn với lại mứt dâu. Tại vì cái bánh này là bánh lạc á các em, nên mình ăn cái gì cũng được hết trơn á. Cái bữa nay chị Nhung xiên cho nên là chị Nhung có làm da ô. Bởi vậy ăn sáng xong á thì chị Nhung sẽ cho hai bé mỗi bé một hũ da ô. Đây là da ô chị Nhung tự làm. Trời ơi nó lạnh đã quá, ngon lắm các em. Thử bữa nào các em tự làm ở nhà ăn thử đi, chất lượng hơn rất là nhiều. Nhìn hấp dẫn không các em? Ta-da! Ngon ngon. Ú, nhức rách luôn. Rồi, tin ăn đi con. Bây giờ Suri đói rồi phải không? Rồi, con xin lại cái mứt dâu. Hấp dẫn á. Mứt dâu ngon quá. Ngon quá. Ngon không? Ngon. Chúc Suri ăn không? Mẹ cho Suri ăn luôn nha. Ăn với lại mứt dâu nha. Bé Suri ăn xong rồi đó các em. Ăn nhanh lắm luôn á. Bây giờ đòi ăn đến da ua đúng không? Ok. Giỏi nè. Thích lắm, thích ăn da ua chị Nhung làm lắm. Chị Nhung làm á các em, da ua nó giống như là da ua dẻo vậy đó. Các em có thể nhìn nè, rất là sánh mịn luôn. Mà nó dẻo dẻo vậy nè. Mẹ uống làm nước nha, cho mẹ uống nha. Làm nước hả? Làm nước bằng này nè. À làm nước bằng mứt dâu hả? Rồi ok. Tuy là bữa ăn sáng đơn giản nhưng mà rất là đầy đủ chất luôn á các em. Chị Nhung sẽ ăn bánh lạc kẹp với lại bé Suri đã gì cũng ăn hết đó. Bé
bé Tin đang xuống làm nước cho chị. Sáng chắc chưa ăn gì đó nên cọc giờ ăn xong mà mặt tươi cười hoài luôn nè. Cho anh với chị coi nè, tươi cười hoài luôn. Chị Nhung nhìn bé Suri mặc cái đầm này á, chị Nhung nghĩ nếu mà tóc bé Suri mà nó nâu nâu một chút chắc đẹp lắm á ta. Học lát mẹ nhuộm tóc cho con nha, chút nhuộm tóc cho bé Suri nha. Nhung nhớ là chị Nhung có mua một cái tiếp thuốc nhuộm tóc trước là lúc mà dịch á, thì định làm ở nhà chân nó ra đen quá thì tự nhuộm, nhưng mà không có nhuộm nữa thì bây giờ mẹ sẽ nhuộm cho con. Do trường bé Suri là trường đặc biệt á cho nên là có nhuộm tóc cũng không có sao. Ôi cái mặt bé Suri mà nhuộm tóc lên cái màu nâu nâu nhẹ nhẹ là nhìn tay lắm luôn á. Ok không? Yeah. Yeah. Khoái nè. Ăn xong hết rồi các em, bé Tin thì đang làm nước dưới đây nè. Wow, giỏi quá ta. Dạ, để con đập đá được. Đập đá, ok. Cho hai hả? Bé Tin phải chia ra hai ly, một ly cho chị với lại một ly cho bé Tin với lại Suri. Wow, cảm ơn con trai nha. Để uống thử coi ngon không? Như đây được rồi con. Dạ. Ngon thiệt đó con, ngon quá trời luôn. Chứ mà cái mứt dâu bé Tin làm thành nước uống ngon quá các em ơi. Trời ơi, ăn xong á, uống miếng nước vô nó đã gì đâu luôn á. Nhung phải đi rửa chén, kèm coi nè. Từ tối hôm qua tới giờ đặt đóng chén. Đi lên cho chị hai uống đi con. Mang tập về xin vô để đi rửa chén đây. Chị rửa chén xong rồi, bây giờ chị đang đi kiếm một cái hộp nhựa để đựng thuốc nhuộm tóc. Có rồi đây. Và chị Nhung cũng đã chuẩn bị sẵn bao tay rồi, lên chuẩn bị nhuộm tóc cho Suri thôi nè. Trời ơi đã quá ta, được em đút nước cho uống nè, cười. Tin phụ mẹ đi nhuộm tóc đi. Dạ. Bây giờ chị Nhung sẽ ẵm bé Suri vào gội đầu. Trước khi mà nhuộm tóc á thì chúng ta phải gội sơ, sau đó sấy thật là khô thì mới cho thuốc nhuộm lên nha. Rồi ra xong rồi chị Nhung đang sấy cho bé Suri nè. Sấy xong chị Nhung mới pha thuốc. Bây giờ mình sẽ cho oxy vào. Chị Nhung xài thuốc nhuộm của Đức á, cho nên là cũng yên tâm ha. Mình mua thuốc nhuộm xịn xịn một chút nha các em. Một lần nhuộm như thế này là mình sẽ nhuộm hết tiếp luôn. Một lát nữa chị Nhung phải đem bé Suri vô trong toilet á, chứ không có nhuộm ở ngoài đây được. Nhung kèm ghê không? Trời thơm quá à. Cái thuốc nhuộm này nó không có hôi mà nó thơm. Xám luôn. Suri chắc tưởng là đồ ăn hay sao, vui quá kìa. Ok, được rồi nè. Sẵn sàng rồi, bây giờ các em cùng chờ xem thành quả của chị nha. Nhuộm xong rồi nè, đợi khoảng 30 phút nữa mình mới mở ra. Trời ơi, nãy giờ Suri cái chỉ hoài, vui lắm luôn á. Lên màu nhìn cũng đẹp quá trần luôn. Trời ơi, điệu quá kìa, nhìn kiến lên kìa. Gái xinh lớn biết điệu rồi đó. Đẹp không? Đẹp quá, đúng rồi. Sấy khô rồi các em thấy không, cái màu nó nâu nâu ánh ánh rất là tự nhiên luôn. Nhuộm xong cái màu này cho Suri, chị Nhung cảm thấy yêu quá à. Nhìn con dễ thương lắm luôn á Suri. Ai chơi xe không ai? Hỏi ai chơi xe không ai không chơi kìa. Trời tóc đẹp quá. Nhưng mà Tin không có nhuộm được. Phải Tin mà nhuộm được chắc nhìn giống like lắm á ta. Thơm à. Đến giờ trưa rồi, trời ơi sáng giờ lây hoay với cái đầu bé Suri không mà hết giờ luôn á các em. Cho nên bây giờ phải đặt gì cho các bé ăn. Chị Nhung định là đặt gà Bobby Z, không biết là các em có thích cái gà đó không. Nhưng mà chị Nhung ăn một lần rồi, chị Nhung cảm thấy rất là ngon. Cho nên là mình sẽ ăn gà cùng với gia đình chị nha. Trong thời gian mà đợi đồ ăn tới thì bé đã Tin đem một đống đồ dưới lên. Ta nói ăn gì đâu mà đi mua đồ quá trời. Hôm nay không có ai ở nhà, mình ngồi mình đập hộp rồi sẵn chị Nhung khoe với các em luôn. Đây là cái quần ống loe nè, hơi bị đẹp nha, trời ơi đẹp quá ta. Đây là một cái áo yếm, thấy bà Thiên Thư bả mặc mấy kiểu này xinh quá cho nên là cũng bắt chước mua để mà mặc đi chơi nè. Bộ này mà đi biển là hơi bị đẹp luôn nha. Cái này là gì đây? Cái bóp. Cái túi. Cái túi đựng tiền. Đây. Nhung mua em này mà đợi cả một tuần lễ, tại vì người ta order ở bên nước ngoài, các em hơi bị xinh luôn nha. Cái em này chỉ là ví đựng tiền nhỏ thôi. Còn đây là cũng là một bộ đồ nữa. Vải vôn các em ơi, đẹp lắm, sang lắm, trời ơi. Ống loe luôn nha. Không biết sao kỳ này chị Nhung thích kiểu bánh bèo quá. Chiếc túi này mà phối với đầm trắng là siêu yêu luôn các em ơi. Xinh quá à. Yeah, đồ ăn có rồi. Bây giờ thì gia đình của chị mới ăn trưa đây. Cái phần mà chị đặt á là nó có đến một cái hamburger, một miếng gà không xương và hai miếng gà tẩm nước mắm. Gà tẩm nước mắm này các em. Hey, chúc mừng đi. Chúc mừng. Bé Suri đói bụng rồi cho nên là la um sùm hết. Yeah nè, chúc mừng con gái, hôm nay có mái tóc đẹp. Yeah. Mẹ tự chúc mừng luôn. Yeah.
Chị Nhung sẽ lấy cái này cho cái suri. Chín chín. Ngon. Cái này là gà hổng xương đó con. Đó. Ê, chấm cho bé suri một miếng tương nha. Ít thôi, ít thôi. Nhìn cái miếng gà tẩm nước mắm, nhìn đã thì các em ơi. Cái này nó hơi cay một chút xíu. Hình như bé suri ăn cay được. Lâu lâu ăn gà ngon thì các em, cái vị gà tẩm nước mắm rất là ngon. Ăn xong rồi phải cho em robot này lau nhà. Suri cũng đợi ngủ nè các em. Khoảng 20 phút thì chị dậy rồi các em. Giờ thì chị sẽ tập đi cho bé Suri. Để phụ mẹ nè cha ơi. Nhà thì chị Nhung phải xét như thế này cho bé Suri đứng nè. Đó, cái tay thì dịnh cái ghế dựa vào tường nè, để đứng lên nè các em coi nè. Trời ơi, bé Suri đứng lên, nhìn bé Suri cao ơi là cao á. Cố lên con gái ơi. Chị Nhung đứng nè, hử coi bé Suri đang ở đâu chị nha. Trời ơi, cao hơn vai chị Nhung luôn rồi các em ơi. Cố gắng đứng nha, đứng giỏi đi để mai biết đi nha con. Ờ hello đó hả? Trời, con chào các anh các chị á hả? Trời ơi, giỏi quá. Thường thì tập đứng như thế này thì chị Nhung cho bé Suri đứng khoảng 30 phút là ok rồi đó các em. Thế thì đến đây coi đấy, Kim đứng tới đâu chị hai nè. Ê, anh Giang, nhỏ cưng, nhỏ cưng nha. Trời ơi, đây coi, 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 khoan, kỹ lại nha. Rồi. Ê, không có chơi anh Giang. Mới cao hơn lỗ tai hàng chút xíu à. Hàng vàng quá. Chị hai cười kìa. Cái ghế này để bé Suri dựa, chị Nhung có thể ngồi đây để nói chuyện với bé Suri nè. Đứng này mỏi chân lắm luôn á, nhưng mà phải đứng như thế này nhiều thì bé Suri mới cứng chân được. Mày biết con đau nhưng mà con ráng nha. Ráng nha con gái nha. Trời ơi, ra đây nó mát quá, mát quá. Mưa, còn mưa lớn quá nè, ướt hết trơn rồi nè. Buồn ghê á, định là hôm nay cho hai bé ra công viên chơi nhưng mà không ngờ trời mưa tầm tã từ lúc 3 giờ chiều tới bây giờ. Đứng luôn cho các anh các chị xem nè. Rồi bây giờ mình đi một chút nha. Con đứng con mệt rồi đúng không? Bây giờ con bước đi đi. Tại vì á, cái giày là cái giày tập đứng cho nên là nó không có cái khớp chỗ này, đi cũng khó lắm các em. Bé Suri đứng xong rồi, bây giờ chắc chị Nhung sẽ thay bộ ra. Mỗi lần bé Suri mà thấy chị Nhung thay ra là bé Suri mừng lắm. Vui sao? Chị Nhung đã thay ra xong rồi nè. Chị Nhung bé Suri rất là thích hợp. Bây giờ để Tin đi tắm đi con, 7 giờ rồi. Một lát nữa thì chị Nhung sẽ rửa người cho bé Suri thôi. Ờ, con gái ham học quá à, gái ham học quá à. Giỏi quá. Tắm xong rồi ra chơi điện tử ha. Sure. Nhung vệ sinh cho bé Suri xong rồi nè. Các em thấy là bé Suri mặc cái đầm ngủ này có xinh không? Chị Nhung mua cái loại này là loại toan á, cho nên là mặc rất là mát luôn á. Chưa nghe nhà chị ai về luôn á. Bây giờ chị Nhung sẽ đặt đồ ăn cho hai bé là chị. Chị đặt pizza 4 vị luôn các em, loại lớn, bít lớn, loại lớn nhất luôn. Ăn cho nó đã. Trong thời gian mà đợi pizza, chị Nhung đi tắm cả nha. Mới tắm xong. Phải nói là tóc Suri đẹp thiệt các em ơi. Chị Nhung không có cửa luôn á. Sấy một cái thôi là nó đã đẹp rồi. Đúng không? Khoái, nghe cười khoái. Bé bụng chưa? Được rồi. Đó mà cái pizza lâu quá. Đúng rồi, lâu thiệt luôn á. Có đồ ăn rồi. Vui quá. Trời ơi. Trời, nhìn cái pizza nó to đùng luôn. Rồi, cảm ơn bạn đó. Nha. Lên ăn thôi. Đâu ăn tới ăn rồi. Rồi, hai chị em ra đây rồi đó. Bây giờ mở lên coi. Wow. À. Đã luôn. Tôm nè, nấm nè, xúc nè. Rồi ở đây là mực nè. Trời ơi, đã quá à. Cho con gái nè. Wow. Ở ngoài đây mát mẻ quá trời luôn, trời mưa cho nên nó mát lắm các em. Thấy hai bé ngồi ăn chị Nhung thấy vui quá à. Ngon không con?
tương cà nha, chấm cho chị Hai tương cà. Trời ơi, chưa thấy chị Hai ăn chưa, người lớn quá rồi. Có một mình chị Nhung ở nhà mà có hai bé nữa, nếu mà nấu ăn cũng cực lắm các em, cho nên là thôi ăn ngày hôm nay vậy thôi chứ ngày mai là phải nấu bếp rồi. Cái miếng này nó phô mai quá trời luôn. Tính ra lâu rồi gia đình của chị mới ra đây ngồi ăn á. Hết luôn rồi. Ừ. Ăn ghê thiệt á. Ăn quá trường luôn đúng không? Rồi hết luôn, hết nước luôn. Chị Nhung có trồng một cái lan ở đây nè, mà nó lên hoa rất là đẹp luôn. Buổi tối mà nhà chị mở đèn lên á là đúng chiêu luôn á. Cho các bé chơi một chút xíu rồi chị mới cho ngủ, tại vì mới ăn xong thì không có được ngủ liền. Đang coi Spider-Man với bé Dustin nè. Mười giờ hơn rồi cho nên bây giờ chị Nhung phải cho các bé đi ngủ nha các em. Đó, tối là phải nằm ngủ dưới đây nè, tại vì ngủ trên giường sợ bị té. Thường là cho các bé ngủ xong rồi chị Nhung mới đi đánh răng được. Các bé ngủ rồi đó, nhanh quá trời nhanh luôn. Hôm nay có ba mẹ con ở nhà thôi mà cũng mệt phết. Giờ người chị nó rã rời hết rồi, không muốn động tay động chân gì hết luôn á. May mà chị đã dùng bàn chải điện Colgate, vừa thư giãn vừa làm sạch răng miệng mà chẳng cần phải làm gì nhiều. Buổi tối thì chị Nhung sẽ chọn chế độ Nice Bar để cho răng của mình được đi thư giãn nè. Để à, cái chế độ mà hình mặt trăng nè. Cách rung của chế độ này sẽ khác so với chế độ sạch tới ô hồi sáng, nên sẽ giúp mình nhẹ nhàng thư giãn hơn đó các em. Xong rồi các em ơi, chải răng đúng 3 phút theo lời khuyên của nha sĩ là bàn chải tự động dừng lại. Mà răng thì cũng đã thơm tho và sạch sẽ, ta nói nó sảng khoái dễ chịu gì đâu luôn các em. Chị Nhung nghe nói là tháng 5 này bàn chải điện Colgate á sẽ có giá ưu đãi với discount lên đến 41% và còn được tặng kèm quà giá trị 750k nữa đó các em. Các em nhớ canh sale ở trên Lazada hoặc là Shopee trong dịp cuối tháng nha. Nếu bạn nào là fan của chị á thì chị Nhung sẽ để cái mã ở phần mô tả. Khi mà các em mua các em chỉ cần nhập vào thì mình sẽ nhận được cái voucher giảm giá siêu hồi luôn á. Xài thử đã quá rồi, cho nên là chị cũng sẽ săn sale để mua thêm vài bộ nữa cho gia đình chị xài. Ok, xong rồi đó. Bây giờ chị cũng phải chuẩn bị ngủ đây. Đúng là một ngày khá dài đối với chị, nhưng mà thấy các bé vui thì chị Nhung cũng vui nè. Chúc các em ngủ ngon nha. Và đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chị để chị Nhung có động lực ra thêm nhiều video mới nữa. Còn cái gì? Bye bye, hẹn gặp lại. Chị Nhung love you. Bye.